còn đây là Bem. Thì hôm nay mình sẽ dạy Bem lượm ve chai. Đây mình đã chuẩn bị một chiếc ve chai ở đây rồi. Một chiếc chai ở đây rồi. Thì hôm nay mình sẽ dạy Bem nào, yên con nhặt ve chai. Và sau đó thì vài buổi sau thì mình sẽ cho Bem ra ngoài để đi lượm những chiếc ve chai như thế này, bảo vệ môi trường. Ok, các bạn cùng đón xem nha. Biết rồi. Xuống. Xuống. Đó, yên. Nằm đó. Rồi. Yên. Yên. Mình sẽ để cái ve chai ra thật xa. Nó bảo em đi lượm. Nhìn các bạn. Chai đâu? Giỏi lắm. Đưa đây. Rồi, rồi. Đưa đây. Đưa đây. Rồi. Nhả xuống. Nhả. 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 Thôi. Đưa đây. Thôi. Nhả ra. Thôi. Rồi. Thôi. Rồi. Ngồi xuống. Rồi. Yên. Này, Bem. Nhả. Giỏi lắm, đưa đây. Đưa cho ba. Đưa đây. Rồi. Rồi. Ồ, ồ, ồ. Rồi. Yên, ngồi đó. Yên. Rồi, Bem sát chân. Sát chân. Sát chân. Nhặt ve chai. Rồi, đưa đây. Đưa đây. Giỏi lắm. Rồi. Về chỗ. Về chỗ. Lùi. Về chỗ. Về chỗ. Về chỗ. Rồi, nằm xuống. Nằm xuống. Rồi, đây. Để ở đây. Rồi, Bem nhặt. Đưa đây. Rồi. Mẹ khá là thích nhặt ve chai đấy. Thôi được rồi, thôi. Về chỗ. Về chỗ. Về chỗ. Rồi, đây. Về chỗ. Về chỗ. Về chỗ. Rồi. Rồi. Yên. Yên, nằm xuống. Nằm xuống. Giỏi lắm. Yên đấy nhá. Đây. Ngồi đây. Nằm. Rồi. Rồi, nhặt ve chai đưa cho ba. Rồi. Đây. Giỏi lắm. Rồi, con nằm xuống đi. Nằm xuống. Đây, Bem. Nhá. Rồi, đưa đây. Ôi. Ôi, được rồi. Rồi. Nằm xoay. Xoay. Rồi, xoay. Rồi. Ôi. Nằm xuống, nằm xuống, nằm xuống, rồi, yên, 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 rồi, nhặt, đưa đây, rồi, đưa đây, này, đưa đây, bé trai đâu, đưa đây, rồi, rồi lắm, thôi, rồi, cứ nằm yên xuống, cứ nằm xuống. Nằm, Bem nằm yên xuống. Yên. 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 Yên nhá. Bem. Bé trai nhặt. Đưa đây. Bé trai. Bé trai đâu? Đưa đây. Bé trai. Bé trai. Rồi, giỏi. Ơi, thì nếu mà như các bạn muốn mà dạy cú nhặt bé trai ấy, thì các bạn có thể quy định là các bạn sẽ gọi cái này là bé trai. Còn nếu mà các bạn muốn cứ nhặt đồ chơi, ví dụ như quả bóng ấy, hoặc là bạn gà này, thì các bạn có thể quy định cho món đồ chơi đấy một cái tên, nhặt bóng, nhặt gà. Còn đây là mình đang huấn luyện cho Bem nhặt ve chai, thì đây là mình sẽ quy định đây là cái chai. Và bảo Bem nhặt cái chai. Yên. Em nằm xuống. Yên. Nào, yên nhá. Đây. Mình sẽ phụ mô phỏng là mình sẽ đặt cái chai ở một số vị trí, rồi mình sẽ bảo Bem đi nhặt, để từ đấy thì Bem sẽ
biết là đây là cái chai, và khi mà mỗi lần mình bảo ấy đây là cái chai thì Ben sẽ đi nha. Ben yên. Em ơi, nhặt cho ba cái chai. Chai đâu? Chai. Đó, đưa đây. Đưa đây, đưa đây, đưa đây. Rồi, cái chai. Đưa đây. Đưa đây. Rồi, rồi. Thôi, ngồi. Yên. Yên nhá. Yên. Rồi. Đây, mình đã chuẩn bị thêm một cái túi nữa, một cái túi này nữa để Ben, khi mà Ben nhặt thì Ben sẽ để vào túi. Không biết là Ben có biết không, mình sẽ thử dạy Ben nhé. Ben nhặt. Ồ, rồi, đấy đây. Ôi, nào, cho vào túi. Nhặt. Nào, đưa đây. Đưa đây. Cho tay cái túi nhé. Đưa đây. Đó, nhặt, thôi. Đó, mọi người thấy chưa? Đây. Chai đã trong túi rồi này. Đây. Mình sẽ tiếp tục bỏ ra. Đó, đây là cách để mình dạy Ben nhặt chai và cho tay, cho chai vào túi này. Nhặt. Nhặt. Đâu rồi? Đâu rồi? Đi tìm chai đi. Chai đâu? Chai đâu? Ô ô ô. Đưa chai đây. Chai đâu em? Chai đâu? Rồi, lấy đây. Lấy đây. Rồi, cho chai túi. Cho chai túi. Rồi, nhả thôi. Đó. Đây. Mọi người thấy Ben thông minh không? Rồi, giỏi lắm nhỉ. Yeah. Ừ. Ừ. Tiếp tục nha, một lần nữa nha. Bèm, nha. Rồi, vô đây. Vô đây. Thôi. Thôi, đây, cho chai, chai túi. Nào, nào, cho chai túi. Rồi, nhả. Thôi. Đó, mọi người thấy chưa? Giỏi lắm nha. Rồi, bèm giỏi. Đây, để vào trong cái góc này. Đấy, và mình sẽ gọi Ben ra để cho Ben nhặt. Lại đây. Lại đây. Nhặt, đưa đây, đi. Đưa đây. Đưa đây. Đưa đây. Rồi, thôi, đưa đây. Đưa đây. Rồi. Đưa đây. Đưa đây cho ba. Đưa đây. Nào. Gặm nữa, lại đây. Đưa đây. Đưa đây. Rồi, thôi nhả. Thôi. Thôi. Rồi, ngồi xuống. Ok. Đó, đây là cái chiếc ve chai. Đây là cô Ben. Mọi người có thấy cô Ben giỏi không? Ok. Ok, clip của mình sẽ kết thúc lại đây. Nếu mọi người thấy clip này hay thì nhớ like, share và có những câu hỏi nào có thắc mắc ấy, thì hãy comment ở phần bên dưới và nhớ ấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho hai ba con mình nhé. Ok, bye bye tất cả mọi người. Bye bye.